Jihyun và lại là Jihyun. Cho bạn là siêu phẩm như khẩu HK416 mạnh kinh khủng. Thì nay trước mặt anh em là khẩu MP5K Blue Black của hãng, đạt đủ tiêu chí mạnh, chất liệu ngon, chất lượng ưu tốt và mức giá cực kỳ vừa phải. Em nói đem series từ đầu tới cuối, không có một chi tiết nào màu mè cho cảm giác như thật. Một điểm cộng về màn hình anh em nhỉ, linh kiện bằng kim loại đáng tiền nhất ở khẩu MP5K này. Đối anh em biết là gì? Là một bánh răng đây anh em ạ. Nghe mà nhủ hết cả da gà. Body em nó tờ sướng như mông em bé. Có một số chi tiết khác cũng là kim loại như nằm, tâm ruồi trước, tâm ruồi sau, lẫy kéo đạn, nút chuyển chế độ, lẫy mở bắc đạn, treo dây đầu trước, treo dây bên phần màng. Đây cũng là kim loại. Thế nên em nó có tổng khối lượng là hơn 1 cân 7. Và tất nhiên khẩu này là tỷ lệ 1:1 với chiều dài là 70cm. Nếu anh em là người kỹ tính sẽ rất thích chi tiết này. Đó là toàn bộ thông tin được khắc chìm lên thân súng chứ không phải dạng in lên. Thế nên cả trải nghiệm thị giác lẫn xúc giác là cực phê. Loại đạn và gỡ đạn ở mặt trái, nơi sản xuất ở mặt phải. Bên trên có tên súng Terry, riêng phần chế độ thì khắc rồi đổ màu luôn. Các khớp kết nối của súng dạng chốt thông minh nên anh em dễ dàng tháo lắp. Anh em đẩy từ phải sang trái rồi kéo lại từ bên phải sang, đóng vào thì anh em đút và ấn vào, thế là xong. Và khi tháo như này ra thì tôi phát hiện ra thêm đó là phần nằm ngoài kết nối với thân súng cũng là kim loại luôn, tăng độ vững chắc đáng kể. Pin của em nó đầu kết nối XT30, dây điện được bọc đàng hoàng, rất chỉn chu. Vì pin đã được lắp ở phần trên thân súng rồi cho nên tôi vẫn không hiểu nhà sản xuất tạo cái lỗ to đúng 1/3 này để làm gì anh em nhỉ? Cho một cục pin dự phòng vào à? Được, cho dụng cụ sửa chữa vào cũng hợp lý. Nhưng mà anh em cất cái này vào này, đấy, an toàn tuyệt đối luôn. Luyện như thế đủ rồi, mời anh em xem bài shot quay của bé MP5K này, rồi anh em mình bắt đi test nhá. Bây giờ tôi sẽ test đường đạn của em MP5 này nhá. Bằng semi nhá. Tiếp theo là bắn auto nhá. Bây giờ tôi sẽ test bắn auto xem bao nhiêu lâu thì đủ hết cả cái này nhá. Và pin tôi đang sử dụng là pin 7.4 anh em. Hết đạn rồi, ghi rồi. Cái này chưa tới 5 giây đã đủ hết tất cả cái mục tiêu ở kia rồi. Và tiếp theo nào. Và bây giờ tôi sẽ test uy lực và tốc độ xả đạn của em MP5 Tizun 862 này với pin 11.1V nhé. Uy lực là gần 70m/s và tốc độ xả đạn là gần 700 viên trên phút. Wow, ra gì đấy? Và bây giờ tôi sẽ test độ trụ đạn của em MP5 Tizun 862 này nhé. Với khoảng cách từ đây ra kia là 4m anh em nhé. Trong khoảng cách 4m loanh quanh á, toàn tầm 10. Ok đấy. Bây giờ tôi sẽ tắt đục kìa cho anh em xem nhá. Đầu tiên là việc cái răng nhỏ bắn luôn, tắt cho một nốt nhạc. Tiếp theo việc cái tông to dày hơn đấy, đến bao nhiêu lâu thì đủ thủng nhá. Hết đạn rồi nhưng mà thủng cũng trong vài ba nốt nhạc anh em ạ. Ok đấy. Bây giờ tôi sẽ tắt mạnh của em MP5 Tizun 862 này bằng cách đục ngay cái lava cho xem nhá. Em luôn. Tuyệt vời đấy. Hãy để lại tất cả các suy nghĩ, nhận xét và đánh giá của anh em ở bình luận bên dưới nhé. Và như mọi khi, link của em nó sẽ vẫn ngay ở đây, cũng như ở trong phần mô tả và phần bình luận. Anh em nào muốn xem thêm các clip khác thì hãy để lại một sub và nút chuông để có thông báo khi nó tin ra video mới nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Team. Hẹn gặp lại anh em ở những video review tiếp theo. Xin chào.